Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Hoa tiếp tục cùng với ba Tùng đi cưa ở ấp chợ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để cưa một cây bàng Đài Loan. Đây, chút nữa ba mình sẽ cưa cây bàng Đài Loan này. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho kênh của Hoa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và mình bắt đầu leo lên cây bàng Đài Loan. Thì cái cây này sát trụ điện nè, rất là nguy hiểm nên chủ nhà thuê ba mình cưa bỏ luôn. Cây này cũng nhỏ nhưng vì ở đây là cái lề đường á nên sẽ cưa bỏ vì nó ăn cái phần đan ở dưới nè. Kế bên là cái trụ đèn nữa. Đây là đường cái dạ cầu cầu cổ cò, xe đi lại rất là đông. Ba mình vừa cưa vừa phải canh xe nữa, cho dù phía dưới là anh Thiên đã canh xe rồi. Xe qua lại liên tục luôn. Là nhiều dây điện ở trên thì có dây điện ba pha cách trần nữa nè, ba cọng dây nóng và cọng dây lạnh ở phía dưới. Còn kế bên là một cái trụ điện nữa, rất là nhiều dây điện. Chuông gió nó kêu kế cái trụ đèn đường đó nè.
rất là nắng. Và mình sợ cái dây ba pha ở trên rất là nguy hiểm. Và mình sợ hư cái bảng mod bán đồ của nhà kế bên nên kia anh Thiên mở ra. Có cả xe 16 chỗ đi nữa. Bị vướng sợi dây điện đó. Và mình đang gom mấy cái nhánh ở phía trên mái tôn. Rất là nhiều dây điện bị dùng xuống. Bị hư xúc sinh. Mình đem cái máy cưa xuống phía dưới luôn. Như cái phần thân cây này có thể là mình sẽ hạ xuống luôn. Anh Thiên đang lấy máy Huwana 254. Dây điện ở phía trên tróc da hở mạch rất là nhiều. Này nè. Vậy ba pha cắp trần ở phía trên đó. Cắt gọn nhắm phía dưới trước để chút nữa khỏi phải dời đi để cưa nhỏ ra. Yeah.
Mình mới lụm được cái ổ gì nè. Ổ con gì á? Chim mới làm. Ổ chim mới làm thôi. Này đem về chăm sóc hả? Đây ngõ thôi nè. Hình như là không có gì hết, nó mềm. Nghe heo à? Biết ổ con này là con gì á? Chim sắc bích. Rồi bể trứng rồi. Rồi bị bể trứng rồi. Chêm cho không có thể bị bể đan. Cái rễ nó ăn vào trong phần gạch của vỉa hè luôn. Ăn vô gạch luôn. Hoa xin kết thúc video tại đây.
hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ, và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Có một nhánh vướng phía trên dây điện. Thank you.